Xin chào các bạn, hôm nay tới Trinh để sang chậu cho cây hoa hồng. Màu có màu đỏ rất là đẹp. Tới Trinh mua cũng được mấy ngày rồi, hoa này nó cũng muốn tàn rồi. Hôm nay tới Trinh sang chậu nó, tại vì tới Trinh trồng trên sân thượng này gió nó liêu hiu lắm, tới Trinh phải trồng lại cho nó cứng cáp lại. Tới Trinh đã mua được mấy ngày rồi mà cái chinh lựa thì nó có nhánh non mọc, trời non mọc nhiều lắm. Để tôi chinh trồng và chăm sóc nuôi dưỡng nó một thời gian thì tôi chinh sẽ cắt những cái nhánh để dâm cành nuôi cho nó thêm nhiều cây hoa hồng trên sân thượng. Ở đây cái nụ này nó đang có một cái nụ và những cái nhánh non này nó có rất là nhiều. Hôm nay tôi Trinh sẽ sang chậu. Hoa rất là đẹp. Màu đỏ rất đẹp. Nó giống như hoa hồng này, giống như hôm bữa cây sứ Thái của tôi Trinh nó cũng có cái bông giống gì. Hoa hồng nó cũng giống gì. Không biết cây sứ Thái người ta lai tạo giống sao nó giống. Hoa này nở cũng được mấy ngày rồi. Trinh tháo nó ra. Tôi Trinh rất đam mê hoa kỷ. Đam mê hoa kỷ. Trồng những cây hoa đẹp, ngắm nhìn những cây hoa nở đẹp. Cái hoa hồng này nó có màu đỏ rất là đẹp, đỏ tươi. Trinh lấy qua một cái chậu. Trong phần này thì mấy ngày mua thì ở vườn hoa kiểu nó vẫn còn phân nha. Cái Trinh không có bỏ phân thêm. Trồng thêm một thời gian lúc đó tôi Trinh mới bỏ phân thêm. Bây giờ tôi Trinh sẽ sang chậu nó. Tôi Trinh sẽ sang chậu nó nhẹ nhẹ tay. Người ta trồng bán nó để cây đó để vô chậu đất có chút xíu. Đi thấy nó yếu quá vậy. Rễ nó có rễ dưới này. Trong đất này tôi Trinh nhìn thấy là nó có phân bò. Mà tôi Trinh không có thêm phân gì hết. Đất hơi cao. Sau tôi Trinh sẽ cuộn nó lại. Rễ nó cũng nhiều lắm. Thì hy vọng là nó sẽ thay đất xong nó sẽ khỏe, đừng có mất sức. Thì tôi Trinh cũng không có động chạm gì nhiều. Lẫn vào nhau đất mới đất cũ rồi sau đó tưới nước thì nó sẽ người ta trồng thì người ta bán, tới lúc ta đem bán thì đất nó quá ít. Lúc này thì tới Trinh nuôi dưỡng nó. Chống nó lại.
lại cho nó vững, không là cây nó sẽ ngã. Trong thời gian cây hoa hồng màu đỏ rất là đẹp. Thay đất và trồng vào một cái chậu mới để dưỡng nó sau hơn 3 tuần. Nó đâm chỗ ra thêm 4 hoa. Và hôm nay nó cũng nở, cái hoa nó cũng nở được 8 ngày rồi. Hoa hồng nó nở rất là lâu. Ngày thứ 8 mà hoa nó vẫn còn đẹp. Đây là lúc mà đầu tiên hoa nở đầu tiên. Hoa 1 hoa, 2 hoa nở đầu tiên. Hôm nay nó cũng héo rụng hết rồi. Trước đó mua về thì nó có 3 hoa, nó nở, nở thành như thế. Hoa này sau 3 tuần sau nó lại nở hoa thêm. Sau khi thay đất, thay chậu thì nó ra nụ. Nụ này nó đang ra nụ mới. Đang bút, ngày mai nó sẽ nở rồi. Hôm nay tôi Trinh sẽ cắt những cái hoa này ra để cho nó đâm chồi hoa mới, dưỡng cái thân cây không cho nó cao. Và cắt ra 4 hoa này tôi Trinh sẽ cắt ra. Hoa màu hoa rất là đẹp, màu hoa hồng rất là đẹp, màu đỏ tươi, mà nó nở cũng được 8 ngày hơn rồi. Những cái ngọn này nó trên này gió nhiều lắm thì cắt ra để vòng cho nó một cái chai nước để ngâm, để chân cắt nó ngang đây. Cái hoa thứ hai tôi Trinh sẽ cắt ngang đây. Ba tôi Trinh cũng cắt nó luôn. Còn thêm một bông cuối cùng. Những phần này còn lại dưỡng nó.
cho nó ra chồi mới thêm. Tôi chinh đã cắt ra bốn hoa này, nó đã nở từ 8 ngày trở lên rồi. Tôi chinh cắt ra, tôi chinh ngâm vào một chai nước. Cái cây, thân cây chính của nó tôi chinh giữ lại, tưới nước cho nó đều. Ở đây khí hậu buổi tối nó cũng mát lắm, thì thấy trồng hoa hồng thì nó ra thường xuyên. Sau khi nó nở hoa xong, cái cắt nó thì nó đâm chồi mới, rồi một thời gian nó sẽ ra hoa mới nữa. Nó cứ tiếp tục liên tiếp. Hoa hồng này tôi chinh đã chăm sóc và ra bông. Đợt này là đợt thứ 2, thứ 3 rồi khi tôi chinh trồng. Và cái đợt mà nó ra bông lần thứ nhất đó, thì cái này tôi chinh nó cắt. Mỗi lần ra bông là sau đó bông nó nở, nó tàn thì tôi chinh sẽ cắt. Cắt xong cái nó đang đâm chồi lên, rồi nó đang ra nụ bông thêm. Và cái chồi non nó lên rất là tốt. Đây nó đang ra chồi. Ở đây cũng đang ra chồi. Chồi non này màu rất là tốt, tươi. Và cái nụ nó cũng đang phát triển, là đang mỗi khi cái chồi non mà lá như vậy á, thì nó sẽ có một cái nụ rất là to mỗi một chồi. Khi ra bông xong á, thì phải bông già xong rồi nó tàn á, thì cắt nó ra. Những cái này tôi chinh cắt, mấy cái nhánh này nó đã ra bông rồi, cắt thì nó đang đâm chồi mới. Những cái lá mà nó già vàng đi á, thì mình tước nhẹ nó đi, tước nhẹ nó. Những cái lúc mà mình tước ra thì cái chỗ lá nó đó nó sẽ đâm cái chồi. Đâm cái chồi xong cái nó sẽ ra cái chồi non. Chồi non xong cái nó ra cái bông. Những cái lá. Này, lá này đã già. Tôi chinh sau khi trồng được hơn 4 tháng hơn rồi, lúc mua về cây nó rất là nhỏ, sau cắt tỉa nhiều lần và lá già thì tôi chinh sẽ, cái lá nó già thì tôi chinh sẽ tước nó ra như vậy. Rồi sau đó những cái lá nó đâm những cái chồi non mới rất là nhiều. Đây ra chồi non và nó cứ tiếp tục nở hoa. Hoa này nó nở được 10 ngày rồi. Sau khi nó nở xong thì hoa này lại nở. Hoa này đang búp. Hoa này nó đang nở đẹp. Nở đỏ đẹp. Nó nở rất là nhiều đợt.
mà màu nó đỏ tươi rất là đẹp. Và những cái cành mà tôi chinh đã cắt đó, cắt ở đây á, cắt sau khi cắt xong cái nó ra chồi non rất là mạnh, nó ra lá màu tím chồi non, nó đang ra một cái nụ nữa, thêm một cái nụ đây nữa. Trên sân thượng của tôi chinh trồng những cái loại hoa loại cây chăm sóc nó rất là tốt, không khí nó rất là trong lành, ra hoa rất là nhiều, hoa này đang bắt nở. Trước đó trồng thì cây nó rất nhỏ, hôm nay nó to lên, cứng cáp hơn nhiều. Và dây nó cũng mục đi sau 4 tháng, nó phân hủy đi. Hoa hồng của tôi chinh hôm nay trồng cũng được 5 tháng rồi. Nó ra hoa rất là nhiều. Hầu như là ra hoa suốt mỗi lúc trồng. Hoa này nó tàn, xong cái hoa này nở, hoa này nở. Hoa này cũng đang chuẩn bị tàn mà nó nở cũng khoảng được từ 8 ngày trở lên. Lúc trước thì đây nó có một bông, nó nở sau khi nở tới bông này. Rồi bông này cũng đang tàn sau khi bông này nở. Bông này hôm qua mới búp, hôm nay nó đã nở rồi. Tôi chinh chăm sóc nó. Mỗi khi mà lá nó hơi vàng á thì tôi chinh sẽ tước nó. Nó không có bị sâu và lại nó phát triển rất tốt. Như cái nhánh này nè, hoa nó đã tàn rồi, nó rụng rồi, thì mấy cái lá già thì tôi chinh tước nó đi, tước cho nó lấy chất dinh dưỡng của những cái cây bông hoa khác á, tước nó ra. Sau đó những cái chỗ cái lá này nè, nó đâm chồi mới, đâm rồi chồi mới cái khoảng một thời gian, cái từ từ cái nó ra nụ xong cái nó ra hoa. Mà từ hôm trồng tới giờ thì lá nó, cây nó vẫn xanh tươi tốt, bông nó rất là sai bông, cứ liên tục. Những cái này bông này hôm nay nó đã tàn rồi, nó hơn 10 ngày. Sau khi nó rụng vậy cái tước chinh tước lá nó. Cứ tiếp tục vậy trong suốt 5 tháng. Hoa nó cứ ra hoa liên tiếp. Khi lá mình tước vậy thì nó không có sâu, nó không có tới. Lá này nó hơi vàng. Hôm nay tôi chinh quay, nó có 4 bông nó nở đều. Bông này thì nó nở một lúc. Nó đang chuẩn bị đâm những cái chồi non mới. Sau đó cái nó ra đâm lên khoảng 1-2 tuần cái nó nở. Lơm búp nụ xong cái nó nở hoa. Tôi chinh rất vui giờ chăm sóc sau 5 tháng. Mua về lúc trước á, cây nó nhỏ xíu, cái cành nó nhỏ vậy. Sau đó 5 tháng sau thì cái cành nó to lên. Tôi chinh cứ cắt, mỗi lần ra hoa là cắt ra. Cho hoa tàn xong cái cắt như thế này. Suốt 5 tháng bye bye, xin chào các bạn, bye bye, hẹn gặp lại video kế tiếp, những gì tôi chinh trồng và kinh nghiệm, bye bye.